bộ phim Zinba. 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 Nhìn kia cuộc sống đang tươi đẹp, mình cùng chung tay và gìn giữ. Không xong rồi. Nếu biết sẽ bị quái vật đuổi giết thì thà bị họ bắt được nhốt vào nhà lao còn hơn. Lại đuổi tới nơi rồi. Không thể trốn được nữa rồi. Thôi được, đằng nào tôi cũng không trốn được nữa. Muốn làm thế nào thì mặc các người. Cứu tôi với, cứu tôi với. Được cứu rồi. Mình đang ở đâu đây? Có ai không? Có ai không? Đây chẳng phải là... Phía trước có chuyện gì vậy nhỉ? Không biết, nhưng mà năng lượng này còn mạnh hơn chúng ta đó. Đi, mau vào đó xem thôi. Đây là thứ gì vậy? Ngươi muốn làm gì vậy? Giỏi quá. Cẩn thận kia. Hình như xong rồi thì phải. Con Zinba đó,
Lần đầu tiên mình thấy loại Zinba này đấy. Zinba vàng. Loại khí thế đó. Chẳng lẽ là... Không ngờ cậu nhóc đó lại có thể gọi được loại Zinba này. Cậu nhóc này không phải là sản phẩm thất bại. Tương lai cậu có thể trở thành người triệu tập giỏi giang đấy. Kingstar là người bạn đồng hành của Kane. Lấy hình tượng của một chú sư tử dũng mãnh, Kingstar là một Zinba huyền thoại luôn được tôn sùng. Nó không gặp bất cứ khó khăn gì khi chiến đấu trên mặt đất, và đặc biệt, nó có khả năng nhảy vượt qua những vách núi. Hướng dẫn cách xuất trận Kingstar. Zinba đang ở trong trạng thái mở. Để chuyển sang trạng thái khóa, thực hiện các bước sau: gập đuôi, ấn mồm sư tử xuống, gập chân sau về phía trước, kéo và gập hai chân về phía sau. Hoàn tất trạng thái khóa. Muốn Zinba xuất trận, hãy nhấn vào đuôi để mở khóa. Kingstar xuất trận thành công. Là cậu là cứu mình ư? Quái vật! Quái vật! Dọa mình hết hồn. Cậu là cái tên vong ân bội nghĩa. Mình đã cứu cậu đó. Có kiểu đối xử với ân nhân của mình như thế sao? Ân nhân cứu mạng sao? Cậu là ai? Này, cậu không nhận ra mình sao? Cậu nhìn mình đây. Sao nào, có ấn tượng gì không? Cái này à? Chẳng lẽ cậu là... Cuối cùng cũng nhớ lại rồi chứ gì? Nhưng mà sao cậu lại biến thành bé như cộng giá thế này? Ai là cộng giá chứ? Có cậu mới là cộng giá ý. Đó là vì cậu ta tạo liên kết với nhóc. Tạo liên kết ư? Em và cái cộng giá này sao? Ai là cộng giá chứ? Mình tên là Kingstar, dòng tộc Zinba Kingstar. Cái gì mà dòng tộc Zinba? Mình làm sao biết được cậu là người thế nào chứ? Uranus, phiền cậu hãy giải thích giúp Kane một chút đi. Được, Kane. Có lẽ là do thế giới này khác với thế giới của nhóc. Ở thế giới của bọn anh, Zinba là chủng tộc nguyên thủy chứa đựng sức sống mạnh mẽ, có thể tạo ra liên kết với những người triệu tập tới. Một khi đã có liên kết, những người triệu tập có thể truyền ý chí của mình tới Zinba, điều khiển được Zinba. Như vậy, em cũng là một người triệu tập tới sao? Đúng vậy. Nhưng Zinba chỉ nghe mệnh lệnh của người triệu tập tới mà có liên kết với nó thôi. Thì ra là như vậy. Thế thì cậu mau lộn nhào hai vòng cho mình xem đi. Tên nhóc như cậu mà đòi ra lệnh cho mình sao? Mơ đi. Thế này mà lại nghe lời em ư? Kane. Xem ra cậu nên giao lưu với nó nhiều hơn mới được. Còn lâu em mới giao lưu với cậu ta nhé. Dù sao thì em cũng sắp về nhà rồi. Về nhà sao? E là nhóc không về được rồi. Tại sao lại như vậy? Đám người đã nói gì thế không biết. Nói rõ là lâu. Tất nhiên là đang nói về mình rồi. Nữ vương bệ hạ, Kane đã điều khiển thành công Zinba, đánh bại quái vật đáng sợ nhất vương quốc Pretoria. Kane đúng là nhân tài ưu tú đó. Mình mới là nhân tài ưu tú. Không phải, là mình cơ. Là nói mình thì có. Là mình. Chào sản phẩm thất bại. Ai là sản phẩm thất bại cơ?
Tất nhiên là nói cậu rồi, đồ ngốc. Zinba vàng lấp lánh luôn này, đáng yêu quá. Đừng đụng chạm linh tinh. Đúng là chẳng thân thiện gì cả. Cậu không phải là... Đúng rồi, là cậu. Chính là cậu đã dùng đá năng lượng gọi mình tới đây. Cậu mau đưa mình về đi, mau lên. Nhưng mà... Ta khuyên cháu nên từ bỏ đi thì hơn. Viên đá năng lượng duy nhất có thể đưa cậu ta về đã bị vỡ rồi. Chẳng lẽ cháu cứ phải ở cái thế giới toàn yêu quái thế này sao? Thực ra cũng không phải hoàn toàn hết hy vọng rồi. Nếu có thể tìm được viên đá năng lượng khác, không chừng mình có thể đưa cậu về nhà đó. Vậy có thể tìm được viên đá đó ở đâu? Ở đâu? Loại đá năng lượng đó là loại vô cùng quý hiếm. Xác suất người bình thường có thể tìm thấy nó gần như bằng không. Nhưng nhóm Dust đang tuần tra khắp vương quốc. Nếu có thể gia nhập nhóm Dust, cùng hoàn thành nhiệm vụ với đám Jaeger, có khả năng sẽ tìm được thấy viên đá đó. Nhóm Dust sao? Đội trưởng Jaeger, để càng gia nhập Dust không có vấn đề gì chứ? Bệ hạ, tên nhóc đó có được không? Tôi thấy nhóc đó chẳng đáng tin chút nào. Người triệu tập tới vương quốc Pretoria chúng ta khá ít. Đây là sự thật. Cậu bé đó cũng là người được đá năng lượng gọi tới. Không chừng cậu bé đó có thể giúp chúng ta một phần sức lực nào đó. Tuân lệnh nữ vương bệ hạ. Tất cả nhờ vào cậu đó, đội trưởng Jaeger. Vậy, bệ hạ, sắc trời đã tối, Jaeger xin cáo lui trước. Vậy ngươi đi đi, các ngươi vất vả rồi. Vâng, nữ vương bệ hạ. Đội trưởng Jaeger, em muốn sáng sớm mai xuất phát, đừng tới muộn. Đơn giản vậy sao? Này, cậu cứ đi lại lâu như vậy, không thấy phiền sao? Mình có gọi cậu đi cùng đâu, nếu cậu không thích thì cứ đi về. Hai cậu tới sớm thật đó. Tất nhiên rồi, cả anh em có tiếng là đúng giờ nhé. Mau đưa em đi tìm đá năng lượng mới thôi. Nhóc đừng vội như vậy chứ. Chuẩn bị xuất phát thôi. Vâng, thưa đội trưởng. Ngầu quá đi mất. Chúng ta sẽ dùng cái này đi hoàn thành nhiệm vụ sao? Tất nhiên rồi, đây là bà bối của bọn tôi đó. Đừng đứng ở đó nữa, mau đi thôi. Bên trong hoành tráng quá. Còn lắp cả những thứ này nữa. Từ trước tới giờ tôi chưa thấy bao giờ. Chắc là cất nhiều đồ ăn ngon lắm đây. Ngồi im một chỗ cho tôi. Không được lục lọi mọi thứ lung tung đó. Đồ nhỏ mọn, mình chỉ muốn ăn chút gì đó thôi mà. Ăn cái này đi. Pudding trứng đó, ngon lắm. Cảm ơn anh. Đúng lúc em đang đói. Anh tên là gì vậy? Tôi là Sam. Sam sao? Được rồi, tôi đã nhớ rồi. Từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ quên người cho tôi đồ ăn đâu. Loại bánh này thật là ngon tuyệt vời. Có đồ ăn ngon à? Cho mình một miếng với. Này, cậu đừng có ăn một mình như vậy chứ. Cậu vội vàng gì vậy? Mình còn chưa nếm được mùi vị của nó cơ mà. Đồ kỳ bo. Chờ cậu nếm xong thì cũng hết sạch xanh xanh rồi. Ở đây vẫn còn mà. Xem ra tình hình của cậu cũng tốt đó nhỉ. Tất nhiên rồi. Đúng là ngon thật. Có chuyện gì cứ tới gặp anh nhé. Anh chuyên phụ trách chữa trị cho Zinba, đồng thời cũng phụ trách luôn cả thông tin với làm việc cho Linda. Nghe hay đấy. Sam, đã kiểm tra thiết bị xong chưa? Lần này chúng ta sẽ tới thôn Liễu Viên để đề phòng sự cố. Shibuki, các cậu nên chuẩn bị nhiều một chút. Vâng.
Các anh đang làm gì vậy? Họ đang chuẩn bị đá năng lượng của Zinba. Viên đá đó có thể đưa Zinba biến về kích cỡ ban đầu của nó. Đá nguyên thủy có thể dựa vào năng lượng của người triệu tập lại biến thành xanh, đỏ, tím, vàng hay đen. Những viên đá có màu khác nhau lại biểu thị cho năng lượng cần có thể liên kết với Zinba. Cảnh, cậu xem. Đây là một viên đá năng lượng đã được mài nhẵn. Thật là đẹp. Cho em một viên với. Không. Anh đừng nhỏ mọn như vậy chứ. Không phải là bọn anh nhỏ mọn, mà là viên đá năng lượng này phát huy năng lượng của Zinba. Chỉ có người triệu tập tới có liên kết với nó mới có thể tạo ra thôi. Nhỏ mọn là nhỏ mọn. Em chỉ muốn lấy làm kỷ niệm cũng không được sao? Đồ kỳ bò này còn nói người khác nhỏ mọn sao? Cậu cũng là người triệu tập, sao cậu không tự mình mài nhẵn nó đi? Mài thì mài, cái này chẳng làm khó được mình đâu. Đó lấy này, Khan, đây chính là đá nguyên thủy. Các anh nhìn kỹ đây. Khan à, anh thấy hay là thôi đi. Cậu sắp bóp nát đá nguyên thủy rồi. Sao lại thế được? Viên đá này không phải là đồ giả đấy chứ. Có thể cho em một viên khác tốt hơn không? Mình phục cậu luôn đó. Đến cả đá nguyên thủy cũng không mài được. Chẳng hiểu sao cậu có thể gọi được Zinba mạnh mẽ như mình ra cơ chứ. Đừng có nói mình. Có giỏi cậu làm đi. Cậu đừng có đùa. Cậu đang bảo mình tự phát huy năng lượng của bản thân sao? Các em đừng nóng. Người triệu tập và Zinba có liên kết với nhau mà. Chỉ cần em và King Star lửa liên kết tâm linh với nhau thì sẽ làm được nhanh thôi. Sao mà em biết được cậu ấy đang nghĩ gì chứ? Chuyện gì vậy Mel? Hình như bên kia bị cháy. Cách làm này quả nhiên lại là bọn chúng. Mục tiêu của bọn chúng là đống đá năng lượng siêu tâm được ở gần thôn Liễu Viên. Sam, Mel, các cậu đi cứu người bị thương. Shibuki, Uranus, các cậu đi xem tình hình tổn thất bên đây. Vâng. Đội trưởng, còn em làm gì ạ? Em hãy canh ở đây đi. Canh ở đây sao? Khinh mình à? Cũng chẳng còn cách nào khác. Cậu còn chẳng tạo ra được đá năng lượng cơ mà. Cậu đừng nói nữa. Mình sẽ không ngốc nghếch đứng canh ở đây đâu. Này, đi dạo cánh rừng bên kia thế nào nhỉ? Được thôi, đi nào. Chúng ta có cùng ý kiến này. Đúng là hiếm hoi. Mình chỉ hùa theo cậu thôi. Thế cậu canh ở đây nhé. Mình không muốn. Vậy thì chúng ta đi thôi. Ranby được lấy hình tượng từ chú ong và là người bạn đồng hành thân thiết của Linda. Khi nó trở thành Zinba khổng lồ, Ranby tấn công bằng cách phun độc ra không khí. Hướng dẫn cách xuất trận Ranby. Zinba đang ở trạng thái mở. Để chuyển sang trạng thái khóa, thực hiện các bước như sau. Gập phần đầu lại và ấn xuống. Gập hai cánh vào trong. Gập hai chân lên phía trước. Hoàn tất trạng thái khóa. Muốn Zinba xuất trận, hãy ấn vào nút ở phía giữa thân để mở khóa. Ranby xuất trận thành công. Zinba. 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 Nào cùng tiến bước trên con đường đầy lùi gian nan và nguy khó. Thử thách ta đây không ngại. Zinba. Nhìn kia cuộc sống đang tươi đẹp, mình cùng chung tay và gìn giữ. Băng qua lửa khói nào cũng bước tới. Zinba. Và trời đã chiếu soi xua tan màn đêm. Zinba. Phải vui lại lên, ta mong ước. Zinba. Vì cuộc sống không phải chỉ chúng ta cùng chiến đấu. Zinba.
cuộc sống đang tươi đẹp, mình cùng chung tay và gìn giữ, băng qua lời khói nào cùng bước tới. Mặt trời đã chiếu soi xua tan màn đêm, mày vui lại lên, ta mong ước vì cuộc sống không ai chỉ chúng ta cùng chiến đấu, tình bạn của chúng ta vượt qua mọi khó khăn. Thank you.